Hello các bạn, và cả buổi trưa các bạn làm gì? Cả buổi trưa của mình dù đánh giá hiệu năng của Samsung Galaxy A30s. Và hôm nay sẽ là video đánh giá hiệu năng của con này. Rồi, chuyển. Và trước khi chúng ta vào thẳng vấn đề thì mình sẽ tóm tắt sơ qua cho các bạn cái cấu hình của Samsung Galaxy A30s, xem nó có gì trong cái thân hình này. Và bản mình đang cầm hiện tại đang chạy Android 9.0 Pie, chip của nó là chip Exynos 7904 và chúng ta sẽ có CPU 8 nhân. Trong đó thì GPU của máy sẽ là GPU của Mali, có mã là G71 MP2. Máy của mình hiện tại đây có dung lượng là 4GB và 64GB ROM. Hiện tại chúng ta có thêm hai bản nữa là 3GB 32GB ROM và 4GB 128GB ROM. Máy cũng hỗ trợ chúng ta thẻ nhớ ngoài là tới 1TB. Rồi, và đây sẽ là phần mình chia sẻ về những cái trải nghiệm hiệu năng của mình khi mình sử dụng Samsung Galaxy A30s. Xét về game launcher thì nó được làm mới là rất là nhiều, nó đã có tiện ích hơn như là đo thời gian nè, đo anh em đã chơi cái đó trong vòng bao lâu. Và giao diện thì cũng được làm lại đẹp hơn, nó thật sự là rất là đẹp. Và chúng ta khi vào game ở phía bên dưới chúng ta có phần nhiệt độ nè, chụp màn hình, ghi màn hình. Và còn một phần đặc biệt mình thấy hôm nay Samsung là rất tốt ở cái game launcher này, đó là cái ứng dụng pop-up. Thì anh em có thể mở ứng dụng pop-up ngay tại trong khi anh em đang chơi game. Rồi, đó là sơ sơ qua phần game launcher, thì chúng ta sẽ vào phần đánh giá hiệu năng chi tiết. Thì mình đã chấm qua Antutu của máy thì điểm số cho mình không mấy là ấn tượng lắm. Thì mình sẽ vào ngay phần đánh giá chi tiết vào những tựa game. Đầu tiên là với tựa game Liên Quân Mobile thì máy cho mình một cái cảm giác sử dụng khá là mượt mà. FPS thì nó luôn đạt khoảng 22-23 FPS, lâu lâu nó có thể lên được 30. Và về cấu hình do sử dụng chip GPU của Mali cho nên chúng ta có thể lên được đồ họa HD. Nhưng mà khi mà lên thì chúng ta sẽ cực kỳ lắc nha, cho nên chúng ta nên hạ cấu hình đi. Chơi thì ở cấu hình thấp chúng ta chơi khá là mượt, đồ họa lên đẹp, đôi khi thì khung hình hơi bị giật giật nhẹ nhưng mà nói chung vẫn ổn. Thì mình chấm cái tựa game Liên Quân Mobile này khi chơi máy này khoảng đâu đó khoảng 7 điểm, gọi là Vivu đi, 6 điểm nữa mình Vivu lên 7 điểm. Vì nó đem lại cho mình một cái trải nghiệm không hoàn toàn là mượt mà nó hơi bị giật giật khung hình. Thì với cái điểm GPU nó hơi thấp như vậy thì mình chơi thử PUBG Mobile thử xem là nó cho mình cái trải nghiệm thế nào. Thì với tựa game PUBG Mobile thì FPS mình đo được khoảng 24-25 FPS, nó không có quá ổn định dù mình đã bật đồ họa HD, tốc độ khung hình là cao nhưng chơi vẫn bị lắc, cho nên mình đã giảm cấu hình đi một chút. Và mình nhận ra một điều rằng là nó sẽ lắc trên toàn bộ khung hình, anh em lưu ý nha, nó sẽ lắc trên toàn bộ khung hình cho nên là anh em phải chịu sống chung với lũ thôi. Và cái GPU này thì mình thấy là nó tối ưu khá là tệ, nó không có hỗ trợ quá nhiều về bản đồ họa, thật lòng luôn. Màn hình đẹp nhưng mà GPU chán quá. Và với cái việc đẩy mạnh đồ họa thì mình đã chơi thử tựa game Alpha 9 thử xem là đồ họa lên thế nào. Thì mình bật max đồ họa là 2 mức cao ở trong cái tựa game Alpha 9. Và với tựa game Alpha 9 thì FPS đạt khoảng 22-23 FPS. Khi mình bật cấu hình lên cao thì nó rất là lắc khủng khiếp, cho nên là anh em mình hạ cấu hình đi. Ở chơi thì khi hạ đi chơi mượt, đồ họa lên đẹp, đôi khi thì nó vẫn bị giật khung hình. Mình đánh giá khoảng 6 điểm cho tựa game Alpha 9 vì nói chung nó rất là tệ về mảng đồ họa, thật lòng luôn. GPU lên chán quá. Và nếu anh em muốn trải nghiệm một cái tựa game mà gọi là đồ họa đẹp nhưng mà không quá nặng thì mình sẽ giới thiệu tựa game, đó là tựa game World War Hero. Thì với tựa game này thì nó sẽ nhẹ hơn PUBG Mobile nhưng đồ họa lên khá là đẹp. Khi mình chơi con này thì mình nghĩ là nó hợp lý với 60 FPS luôn. Dù là lên 60 FPS nhưng chơi khá là mượt mà, anh em cứ mạnh dạn bật hết cấu hình lên chơi. Và tựa game này thì cũng khá là hay, thì anh em hãy tìm hiểu trên CH Play hoặc là App Store cũng là có. Chơi lâu thì mình cảm giác là cái cảm ứng nó hơi bị delay một chút nhưng mà mình nghĩ là nó vẫn ổn, sau khi anh em gọi là nó dùng chơi lâu nó sẽ bị delay đó, nó là vậy đó. Rồi, về mảng cuối cùng là về pin thì mình thấy pin của máy cầm cự khá là tốt với cái dung lượng pin đâu đó khoảng 4000 mAh. Đầu tiên là với tựa game Liên Quân Mobile thì mình chơi 30 phút thì mất khoảng 15% pin. PUBG thì chơi 35 phút mất 20% pin ở max setting cấu hình, và giảm đi thì thời lượng pin nó sẽ giảm hơn. Và với tựa game cuối cùng là World War Hero thì mình chơi khoảng 20 phút ở 60 FPS thì mất khoảng 15% pin. Và nếu mà anh em chơi ở khoảng 30 FPS thì nó chỉ mất khoảng 10% pin thôi. Thì mình kết luận đây là một con máy không quá mạnh và cũng không phải là một máy để anh em đem ra đánh giá hiệu năng, chơi hiệu năng và gọi là bắt nó phải chơi từ game nặng thì nó sẽ không hợp. Và với cái việc đem ra chơi thì GPU của máy tối ưu khá là tệ, và hầu như những cái lỗi, những cái thứ mà làm cho trải nghiệm không tốt nó nằm ở GPU, tối ưu đồ họa không tốt. Về nhiệt độ thì máy có nhiệt độ khá là mát mẻ trong quá trình mình chơi, dù mình chơi đã khá là lâu, đâu đó tầm hơn 1 tiếng, và mình có cắm luôn cả game bên vào để đo FPS, nhưng mà máy vẫn khá là mát, mình không có thấy cái hiện tượng nóng lên ở trên máy. Thậm chí mình có đeo cái ốp như thế này đó thì mình không có đo qua nhiệt độ, nhưng mà mình kết luận là máy có nhiệt độ khá là mát trong quá trình em sử dụng. Rồi còn gì ta, pin nè, pin thì tiết kiệm tốt, game lâu chờ làm đẹp, đó là hai cái thứ mình rất là khen ở con này. Về màn hình thì màn hình con này hiển thị rất đẹp, anh em thấy là hiển thị rất là đẹp, màu sắc tươi tắn, tấm nền Super AMOLED mà, nhưng do GPU tối ưu đồ họa của game không tốt cho nên nó ảnh hưởng rất nhiều tới cái trải nghiệm hình ảnh trên cái con máy này. Lưu ý cho anh em. Và máy này phù hợp với ai thì mình nghĩ đây là một con máy phù hợp với lại anh em dân văn phòng, sử dụng con máy này để giải trí nhẹ nhàng, chơi game và làm việc thì mình nghĩ nó sẽ phù hợp hơn so với những anh em game thủ mà thích mua máy này chơi game. Thì mình nghĩ những con máy đến từ Xiaomi, những con máy hiệu năng cao hơn thì nó sẽ phù hợp hơn nhiều so với con này. Rồi, và đó là đánh giá chi tiết của mình qua cái hiệu năng của Samsung Galaxy A30. Thì anh em có ý kiến đóng góp hay anh em đã trải nghiệm con máy này chưa? Và trải nghiệm thế nào thì hãy comment cho em biết ở phía bên dưới xem có sự lệch lạc nào không. Và nếu thấy hay thì hãy like và share, đừng quên là hãy subscribe, nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất của kênh. Rồi, chào anh em và chúc anh em một ngày vui vẻ.